Em làm sao đấy? Hôm nay lúc anh gọi điện cho em, em lo quán em bị ngã. Đau lắm không? Không sao đâu. Để anh đi lấy dầu. Thôi, không cần đâu. Em lại còn dỗi cơ. Hôm nay nhá, là em sai 10 mươi rồi đấy. Đừng có hòng cướp quyền hờn dỗi của anh. Lại còn quyền hờn dỗi? Anh học ở đâu đấy hả? Anh vừa tự nghĩ ra đấy. Nào, để anh xem nào. Không hiểu ngã kiểu gì ra đồng nỗi này đây. Anh xin lỗi. Mà anh nói nghiêm túc nhá. Em phải xem xét lại mối quan hệ của em với Dương đi. Anh biết là em rất quý Dương, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, phải tự chịu trách nhiệm của mình nhá. Tại em lo cho Dương, chứ Dương có nhờ vả gì em đâu. Nên anh đừng nhìn Dương bằng ánh mắt như hôm nay nhá. Ánh mắt như nào? Vợ anh thì ngã, con anh thì đi lạc vì cô ấy. Anh không được quyền sót à? Thì cũng có phải lỗi cậu ấy đâu. Không phải lỗi của cậu ấy, không phải là tại cậu ấy. Anh nói thật nhá, em mà cứ bao che người ta như thế thì làm sao người ta tốt lên được. Anh nói thật, em cũng phải có một phần trách nhiệm đấy. Đúng, vì em cũng có một phần trách nhiệm nên em đang bù đắp cho Dương đây còn gì. Bỏ tay. Thôi, được rồi. Em sai rồi. Anh xin lỗi em đi. Được rồi, mình đi ngủ nhá. Mai em được nghỉ 2 tiết đúng không? Để anh đưa con đi học cho em ngủ thêm một lúc. Ngày mai em còn có hẹn với phụ huynh học sinh nữa cơ. Anh chợt nhận ra, trong tất cả các mối quan hệ từ bạn bè đến gia đình, em luôn luôn để người khác bắt nạt luôn á. Ý anh nói là em nhu nhược à? Được rồi, để xem sau này em bắt được lỗi của anh, em sẽ cho anh biết thế nào là nhu nhược. Thử xem. Thôi, đi ngủ. Nào, bỏ em ra. Bỏ ra làm gì? Đi ngủ ấy chứ. Nữa đi em. Dạ vâng. Được đấy. Xuất sắc. Tuyệt vời. Của đây đây, ly cuối rồi. Ừ, tôi đây. Anh ơi, xe đang không vào được công trường, anh đến xử lý giúp em với. Tôi qua ngay đây. Anh ơi. Người vẫn chưa về à? Dạ chưa anh ơi, em gọi mãi mà không được. Bao giờ thì vào được đây sếp ơi? Bọn này không ở đây đợi mãi được đâu. Nhà bao việc. Thôi,
Anh em thông cảm, chờ tí đi. Chưa thấy đâu nhỉ công trường này, bảo vệ oai như cốc. Alo. Em Lâm đây. À, Lâm đây à? Gọi gì anh đấy? Giờ có rảnh không? Qua hát với bọn anh mấy bài đi. Em bảo này, ông chỉ bảo vệ đâu nhỉ? Em gọi ba em được. Là Âu này. Anh gọi ông ấy cho em đi. Bảo vệ mở cửa cho xe vật liệu còn vào. Tối công nhân có cái mà làm chứ. À, để anh bảo thằng đệ qua gọi cho. Chắc là giờ này lại đang ở bệnh viện chăm bố đây. Bên đây cũng tội lắm. Gọi luôn cho em nhá. Được rồi, tôi không muốn nghe các cậu giải thích. Việc của các cậu là làm đúng những gì tôi yêu cầu. Nếu không thì nghỉ việc đi. Tôi thấy chẳng lý do gì cả. Vừa trả lương cho các cậu, vừa phải tự ôm đơm nặng bụng. Dạ, em mời sếp ạ. Xin lỗi cô, tôi nhiều việc quá. Tuần rồi tôi có đi Singapore về. Có món quà gửi tặng cô. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi không dám nhận đâu. Cô giáo đừng ngại, chỉ là món quà nhỏ thôi. Thực ra, mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh càng tự nhiên bao nhiêu thì càng dễ nói chuyện bao nhiêu. Nhận quà cáp thì rất khó để nói chuyện một cách nghiêm túc. Tùy cô, đây chỉ là một chút tấm lòng của tôi. Tôi chẳng có lý do gì để mà hối lộ cho cô giáo cả. Sao? Hôm nay cô giáo đến tận đây gặp tôi, không biết có chuyện gì à? Tôi đã nhắn tin và gọi điện rất nhiều lần với mong muốn được nói chuyện với Lan Nhi, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp từ gia đình. Con bé có chuyện gì à? Theo như thông báo từ trường, điểm số con bé không tệ, hành kiểm cũng tốt. Tôi thật sự không hiểu lý do gì để mà giáo viên và phụ huynh gặp nhau cả. Còn tôi thì lại cho rằng việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình là điều hết sức bình thường. Một trong những nguyên nhân mà chúng tôi quyết định cho Lan Nhi học tại trường đó là vì ở đây có một môi trường học tập tốt. Mức độ chăm sóc học sinh của nhà trường khá là sát sao. Vâng, nhà trường vẫn đang làm rất tốt việc của mình. Vậy là được rồi. Tôi lại không nghĩ rằng gia đình lại có tư tưởng phó mặc như vậy. Nhất là một vị trí công việc đòi hỏi hiểu biết xã hội như anh. Thực ra thì tôi hiểu những lo lắng của cô. Cảm ơn cô đã quan tâm đến Lan Nhi. Còn về phía Lan Nhi, không biết phải nói thế nào đây. Con bé cố tình gây gổ ở trường, thực chất là muốn chúng tôi quan tâm đến nó. Một gia đình trọn vẹn là điều mà chắc chắn chúng tôi không thể nào đáp ứng được cho con bé. Nó dần phải quen với điều đó. Nếu bây giờ chúng tôi cố tình chiều theo thì chỉ làm con bé hy vọng thêm thôi. Ý của anh là sẽ để mặc cho con bé như vậy. Đúng. Tôi chắc chắn nó đã ý thức những việc nó đang làm nên sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng đâu. Mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau đối với hoàn cảnh của mình. Tôi mong cô giáo thông cảm và chia sẻ cho gia đình chúng tôi. Tôi mong con bé đứng vững trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào tình cảm của người khác, không mong chờ vào sự thương xót hay thương hại của bất kỳ ai. Tôi dặn có chuyện gì để sau mà. Dạ, có một số giấy tờ cần sếp ký để chuyển đi gấp ạ. Vào đi. Dạ.